xin giới thiệu với các bạn trận đấu đang diễn ra đối đầu giữa các cầu thủ ghi đội. Ở bên đây thép Dòng Viền Kiên Giang kết hợp với Hải Thốt Nốt Cần Thơ. Ở bên kia là hai cầu thủ Sang Phan Rang và Đức Từ Thiện. Và kèo đánh đầu dò hay là chấp chế thế nào thì cái đánh thì biết ha. Tôi không có hỏi chấp kèo thế nào hết. Là sao? Tức là đánh đầu dò à? Nhưng mà bên kia thì thằng Đức chỉ đi qua một cái dò thôi, chế cái đầu. Vậy là kèo này đánh đầu dò. Nhưng ở bên tem của Sang Khoan Gan và Đức thì Đức chỉ qua bằng cái giò, tức là Đức chấp cái ngực và cái đầu. Hay ghê ha, giống như đá cầu vậy trời. Tốt. Qua là bóng ghi điểm đầu tiên của thép. Điểm 1-0. Các bạn là bên đây là gồm có thép Dòng Viền Kiên Giang với Hải Thốt Nốt Cần Thơ các bạn. Bên kia là Sang Phan Rang và Đức Từ Thiện đánh đầu dò, nhưng mà ở bên kia thì Đức Từ Thiện chấp bỏ đầu bỏ ngực, chỉ đánh bằng dò thôi. Mấy rồi anh thép? 1-0. Bên đây 1, bên kia 0. Và hai bên đã dừng trận đấu lại để hàng sáu vô bạc. Hay quá ha, một pha chấm nhỏ quá đẹp của Sang Phan Giang bỏ bêu. Đi đâu cũng vậy chứ. Đi lên tới danh quán gì cũng vậy. Mình ăn người ta chứ là đã cấp kèo khác. Sẽ đó đến 12 điểm nha các bạn. Hiện nay điểm số dành cho tem Bình Dương đi. Bên kia là Bình Dương nha. Bên đây là Cần Thơ nè. Điểm cho Bình Dương 2-1. Tiếp tục là một điểm số nữa của Sang Phan Giang. Nâng điểm số cho Bình Dương 3-1. Bóng ngoài. Tiếp tục nâng điểm số cho Bình Dương 4-1. Giao bằng kẹo đầu quá hấp. Giao bằng kẹo đầu quá khó chịu. Bóng rơi từ mép lưới rơi xuống. Làm khó Hải quá. Điểm 5-1. Đội bóng lỗi của Hải 6-1 cho tên Bình Dương. Hai bên đổi sân. Để cho thấy giờ mà quánh gì đâu, Hải nó vô quánh xét đầu thấy lần trước cũng vậy, đánh mấy xét đầu thấy không có nét. Đội bóng lỗi điểm cho Cần Thơ 2-6. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Bình Dương 7-2. Bóng quá đẳng cấp của Sang Hoàng Giang, bóng người chỉ liền
82. Tiếp tục nâng số cho Bình Dương 92. Bóng ngoài. Để trường thơ 39. Pha đá bóng quá đẳng cấp của Sang Hoàng Giang tiếp tục nâng điểm số cho Tây Bình Dương 13. Lần trước sao nó mới quýnh mất xe đầu cũng vậy đó, nó quýnh không có đường nét chứ, nó quýnh như không có hồn dí chứ không có. Điểm 11-3 cho Tây Bình Dương. Giống như chưa có dẻo mình, nó còn cứng mình hả, chưa khởi động á, không cảm giác bóng, quan trọng đến kia. Bên đây nên phải bỏ nhiều điểm mới được chứ. Điểm 41 cho Tam Cần Thơ. Bỏ điểm đó, bỏ tới 10 đi, 11 đi, hấp dẫn. Điểm 5-11 cho Tam Cần Thơ. Điểm 6-11 cho Tam Cần Thơ. Liên tục là những pha bóc quanh hỏng bên Tây Bình Dương. 7-1 Tây Bình Thơ. Rồi. Điểm 8-11 Tây Bình Thơ. Tốt sẽ đấu Tây Bình Dương, tức là tem của Sang Phan Giang và Đức Thừa Thiện đã chiến thắng Hải và Thép. Có tăng đô gì không? Anh ơi, cái này